Minh Đường Tử Vi mến chào các quý anh tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Chúc các quý anh bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý anh có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình trong năm mới sắp tới. Mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý anh tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 là 44 tuổi âm lịch và 43 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, canh gặp quý, bình hòa. Cuộc sống bình ổn, giảm hẳn những biến cố lớn trong đời. Tiền bạc tiêu xài dư giả, ít phải lo lắng về phương diện này. Xét về địa chi, thân gặp mão, bình hòa. Không sung không khác, công việc tiến triển thuận lợi, ít gặp phải rào cản khách quan, mưu sự hay hành sự đều tại nhân, tự bản thân nỗ lực sẽ thu được thành quả. Xét về ngũ hành, quý anh tuổi canh thân có mệnh là thạch lựu mộc gặp năm Quý Mão, mệnh kim bạch kim tương khắc. Nhưng mối xung khắc này không quá mạnh, hầu như không hề hấn gì ngoài sức lực hư hao, sức khỏe đôi phần giảm sút. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm Quý Mão này đối với quý anh tuổi canh thân. Sự nghiệp của quý anh nhìn chung có những bước tiến bền vững trong khoảng thời gian này. Nhiều khó khăn đã được đẩy lùi, những cơ hội có xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì dễ gặt hái được thành công. Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu lạc quan, quý anh có một năm tiêu xài dư giả, không phải lo lắng quá nhiều. Sao chiếu mệnh, trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, gặp sao thái âm chiếu mệnh. Người được sao thái âm chiếu mệnh, có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Và nếu còn độc thân có thể lập gia đình, sẽ có cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn về kinh doanh buôn bán, cũng được thuận lợi, rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa. Vận hạn, trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, gặp hạn Diêm Vương. Nếu quý anh là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao Diêm Vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương, quý anh nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học, tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian, vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Xét về vận trình sự nghiệp cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023 Quý anh tuổi Canh Thân, có con đường công danh, sự nghiệp như được thay đổi một làn gió mới, phát huy được khả năng của mình, lại được quý nhân nâng đỡ, nên dễ dàng chạm tay vào cơ hội, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào tinh thần mưu lược ứng biến, thông minh mà nghề nghiệp chính của quý anh sẽ được đảm bảo, quý anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý anh thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Năm này quý anh nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của thanh long và thiên phúc, quý anh có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp, đầu tư làm ăn mới. Với tinh thần chăm chỉ cần cù, quý anh sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, quý anh tuổi canh thân cũng cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính của bản thân. Đôi lúc sự tác động của thương quan làm cho quý anh cá tính ngang tàng bộc phát, phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ, điều này sẽ đẩy quý anh tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung, không tốt cho con đường thăng tiến của bản mệnh. Xét về phương diện tài lộc cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm Quý Mão 2023, Quý Anh tuổi canh thân, bước sang năm quý mão 2023 cho thấy, vận trình tài lộc được rộng mở, nguồn thu nhập chính sẽ được đảm bảo, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư, hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Quý Anh tuổi canh thân, cũng là người giỏi trong việc kinh doanh, buôn bán. Năm này, là thời điểm lý tưởng để Quý Anh, cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư. Có thể thử sức với bất động sản, hoặc thị trường về tài chính tuy nhiên quý anh tuổi canh thân trong năm này cần phải chú ý tỉnh táo và có bản lĩnh tránh bị cắn rỗ khiến bản thân xa vào tà đạo kiếm tài lộc bất chính do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc về con đường tài lộc của quý anh tuổi canh thân trong năm này nhìn chung tiến triển rất tốt các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng quý anh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may bán đắt tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, quý anh cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên trong năm này, quý anh tuổi canh thân nên chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá kẻo tài lộc bị suy yếu. Trong năm 2023 tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Quý anh nên thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi canh thân cũng khá tốt, thiên hỷ cắt tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo. Quý anh được nữ kia của mình giúp đỡ và vượng về con đường công danh, tài lộc trong quan hệ tình cảm quý anh là người biết bổn phận của mình là một người chồng có trách nhiệm luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình tình cảm gia đình hài hòa các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu chia sẻ với nhau trong mọi việc nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có ít xung đột lớn nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng đối với quý anh đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa quý anh là người có mối quan hệ xã giao rộng rãi không khó để gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới đi đến đâu cũng được yêu mến Khả năng cao quý anh trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Xét về vận trình sức khỏe cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980 trong năm Quý Mão 2023. Năm 2023 quý anh tuổi canh thân cần phải để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Thái tuế ẩn nguyên thần hung tinh, thương quan tọa mệnh ngũ ý nhiều thương tổn bệnh tật. Năm 2023 có ngũ nhà mộc quá vượng, nên quý anh tuổi canh thân cần chú ý các bệnh dạ dày đường ruột, hệ tiêu hóa và da. Sự tác động của tử phù là hung tinh, quý anh tuổi canh thân cần phải chú ý bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Năm này quý anh cũng đang có điểm báo gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên quý anh cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương quý anh tuổi canh thân trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi đặc biệt thầy gia cát khuyên quý anh tuổi canh thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm quý mão 2023. Số của quý anh tuổi canh thân, xuất hành hợp vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Thân là giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Canh Thân. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo, và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi canh thân, là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi canh thân. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi canh thân 1980 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi canh thân. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi canh thân, sinh năm 1980, năm mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi ất mão, sinh năm 1975, năm mạng. Điều này được lý giải như sau. Quý anh tuổi canh thân có mệnh là thạch lựu mộc gặp tuổi ất mão, mệnh là đại khê thủy, tương sinh, rất tốt. Thiên can, canh gặp ất tương sinh, rất tốt. Địa chi, thân gặp mão, bình hòa, rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi canh thân, sinh năm 1980, nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi, nhâm tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, để sông đất. Tuổi canh thân sinh năm 1980, nam mạng, trong năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, sẽ phạm đại kỵ tam tai, năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023 quý anh tuổi canh thân trong năm này phạm hoang ốc ngũ thọ tử không nên xây nhà sửa nhà trong năm này tuổi kim lâu năm 2023 quý anh không phạm kim lâu thái tuế năm 2023 không phạm hạn thái tuế trong năm quý mão 2023 này quý anh tuổi canh thân sinh năm 1980 cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao thái âm chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với quý anh tuổi canh thân, trong năm 2023. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe, khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo, người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội. Hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào trốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn giàu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên tinh, đối với quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh, cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm thứ hai liên quan đến kiện tụng những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật luôn giữ bình tĩnh tránh xung đột ra tòa bên cạnh đó cần tu tâm dưỡng tính làm nhiều việc thiện đi chùa cầu bình an gia đạo hạnh phúc đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng quý anh tuổi canh thân sinh năm 1980 trong năm 2023 gặp sao thái âm chiếu mệnh Sao Thái Âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước vận, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao Thái Âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình sao thái âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản sửa chữa xây nhà cửa vì vậy nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này ngoài ra người được sao thái âm chiếu mạnh sẽ có cuộc sống tốt đẹp có phúc phần đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ có quý nhân phù trợ gặp được nhiều may mắn theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao thái âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng, để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn. Hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi canh thân, sinh năm 1980, Nam Mạng, trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, tổng thể con đường tài lộc của quý anh tuổi canh thân, tương đối lý tưởng. Các tinh trợ mệnh cho thấy đường công danh sự nghiệp của quý anh tiến triển khá hanh thông, thuận lợi. Quý anh dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người, nếu làm trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. Tuy nhiên đây là tháng sung của tuổi bổn mạng, quý anh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc tránh làm mất hòa khí với mọi người ở nơi làm việc. Về sức khỏe, quý anh nên cẩn thận về tài sản, đồ đạc, cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi canh thân trong tháng này đang phải gánh chịu những tác động xấu. Quý anh tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình nên dễ đưa ra những quyết định nóng vội, sai lầm. Vì vậy, khuyên quý anh tuổi canh thân nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980 Quý anh tuổi canh thân trong tháng 3 âm lịch này tử vi cho thấy thần tài tọa mệnh lại thêm tam hợp che chở, cho nên con đường công danh sự nghiệp của quý anh trong tháng này có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Quý anh có cơ hội thăng tiến trong tầm tay, với bản tính chăm chỉ, cẩn thận, không ham danh lợi, được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Về vấn đề sức khỏe cơ bản được ổn định, không có bệnh tật phát sinh, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần chú ý giữ gìn khi tham gia giao thông vận trình tháng tư âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Vào tháng tư âm lịch, đối với quý anh tuổi canh thân có vận trình phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tình thiên phúc thiên hỷ, giúp cho quý anh có những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay, nhưng quý anh cũng khá vất vả. Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi quý anh sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi canh thân trong tháng này có phần xa sút Hung tinh xuất hiện, tiểu nhân quấy phá trong vận trình của mình. Do đó, quý anh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có, không nên thả long bản thân, cũng đừng có kiêu ngạo thái quá, kẻo bạn sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét đố kỵ và phá hoại. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý anh tuổi canh thân đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Các tinh trợ mệnh có thể sẽ giúp cho quý anh phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức, quý anh càng thể biện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Trong tháng khả năng sáng tạo của quý anh tuổi canh thân cũng được nâng cao, liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ, cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Tài lộc tốt. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi canh thân có điểm báo xấu, quý anh cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, bởi họa tiểu nhân rất lớn. Dễ gặp phải kẻ lừa lọc tâm địa xấu xa, vì thế đừng dễ dàng tin những lời su nịnh của người khác. Tình hình sức khỏe của quý anh tuổi canh thân trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá, cơ thể dễ bị ốm bệnh, mệt mỏi. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Đối với quý anh tuổi canh thân bước sang tháng 8 âm lịch, có vận trình gặp những trở ngại nhất định. Về phương diện tài lộc của quý anh không được dồi dào cho lắm, tiền bạc trong túi mình rõ ràng, nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào, nếu như quý anh không tỉnh táo, và không sớm cân bằng lại thu chi. Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân dắp tâm bày mưu cản trở. Quý anh nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy, dẫn đến tiền mất tật mang. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980 vận trình của các quý anh tuổi canh thân trong tháng 9 âm lịch đang có những dấu hiệu phát triển tích cực. Cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của quý anh. Các tinh trợ mệnh giúp cho quý anh nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc tồn động trong công việc. Quý anh cũng tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng. Sẽ được giao cho những công việc quan trọng, làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 cho quý anh tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tử vi cho thấy với các quý anh tuổi Canh Thân trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản là diễn biến ổn định ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Tuy nhiên, dù tài lộc quá ổn định, nhưng bản mệnh tuổi Canh Thân cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ sức khỏe tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi canh thân được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh thần tài gõ cửa, giúp cho quý anh có tài lộc dồi dào, tiền bạc rùng rỉnh. Tháng này là thời cơ để cho quý anh cải thiện thu nhập của mình và không để lỡ cơ hội đó. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Không những vậy, trong tháng có ngủ hành tam hợp phù trợ, giúp cho thu nhập của những người kinh doanh, buôn bán, cũng thăng lên gấp nhiều lần so với các tháng trước đây. Về cơ bản quý anh tuổi canh thân trong tháng này, không cần phải lo lắng, hay bận tâm về vấn đề tiền bạc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023, cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình của quý anh tuổi canh thân tiếp tục khởi sắc các hung tinh bị suy yếu, lại thêm các tinh trợ mệnh, thần tài giúp sức, giúp cho quý anh có thể đón nhiều cơn mưa về tài lộc, tiền bạc thu về không ít. Trong tháng có quý nhân giúp đỡ công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý anh có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc, ở tại thời điểm này. Tuy nhiên về vấn đề sức khỏe, quý anh cần phải cẩn thận và đặc biệt chú ý, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy, dẫn đến bị tổn thương về thân thể. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi cho quý anh tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới trong năm mới của mình chúc các quý anh năm mới an khang thịnh vượng bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại